Dạ, chào mọi người. Thì đã bóc cái điểm tổng kết của môn này kỳ trước là kỳ kỳ 1 năm học 2015-2016 ha. Tôi cũng đã gửi điểm xuống phòng đào tạo. Cái điểm thì tôi đã coi khá là kỹ trong đó thì chắc là khó có sai sót. Tuy nhiên nếu chúng ta có cái vấn đề gì đó với điểm thì các bạn cũng có thể phản hồi ha, các bạn có thể gửi mail phản hồi để tôi xem lại. Những bạn chúng ta đã tham gia cái môn này khóa trước thì các bạn coi trong cái bảng điểm. Nếu chúng ta đã qua cái môn này thì các bạn không không nên tham gia tiếp ha. Chúng ta học cái môn khác vân vân ha. Còn những bạn chúng ta chưa có qua được môn này cũng khá là nhiều bạn, đến hình như cũng hơn 30% bạn ta chưa có qua được, thì các bạn phải tham gia môn học như là tất cả những cái bạn khác. Các bạn cũng sẽ làm bài tập và nộp bài tập giống như các bạn khác ha. Các bạn mặc dù có thi lần hai nhưng mà cái điểm chúng ta vẫn tính như các bạn khác. Vâng, ha. Thì nói chung những cái bạn chúng ta không qua môn này là những cái bạn chúng ta đã không chịu khó làm bài tập, hay là vì cái lý do gì đó chúng ta không có làm bài tập, để dẫn đến cái điểm thi nó không có đủ để chúng ta qua môn. Cũng có bạn chúng ta thi không tốt nhưng mà nhờ cái điểm bài tập tốt thì chúng ta cũng qua môn và thậm chí điểm cao. Thì đây cũng là cái lời nhắn nhủ cuối cùng của tôi ha. Các bạn cố gắng làm bài tập. Cố gắng làm bài tập cho nhiều để cái khả năng chúng ta qua môn nó cao hơn ha. Và các bạn cũng cũng thường thấy là những cái bạn chúng ta không làm bài tập thì lại là những cái bạn chúng ta điểm thi thường không có cao. Lý do các bạn không không có làm bài tập thì chúng ta không được rèn luyện, không được nhuần nhuyễn, thì vào phòng thi rõ ràng nó sẽ khó hơn nhiều vì chúng ta không có thời gian dư dả như là cái bài tập vừa qua. Cho nên thì nói chung rằng dù vì cái mục đích gì, chúng ta qua môn, chúng ta điểm cao, chúng ta nắm bài, chúng ta có cái kiến thức để có thể tận dụng sau này vân vân, thì rõ ràng là cái việc làm bài tập là cái việc tốt nhất ha. Alo, các bạn nghe rõ không ạ? Bữa nay chúng ta sẽ qua cái bài đầu tiên. Đây có thể nói rằng cái bài rất cơ bản, bài rất cơ bản. Các bạn đã được học trong nhiều môn, rõ ràng như vậy, nó quá cơ bản mà. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ dành một cái thời lượng đáng kể cho cái bài học này, vì nó xứng đáng như vậy.
cái việc chúng ta nắm rõ cái bài này, bao gồm cả cái ý đồ của cái bài học, và nó sẽ giúp chúng ta nắm được tốt những cái bài sau. Vừa trước chúng ta đã nói về cái việc dùng ngôn ngữ lập trình nào trong cái việc học môn này, thì chúng ta đã nói rằng chúng ta sẽ dùng C, C cộng cộng trong những cái buổi đầu, những cái chuyên đề nhỏ đầu, và chúng ta dùng C sharp trong những cái chuyên đề nhỏ sau ha. Thì nó có những cái lý do mà lúc trước tôi cũng đã nói, và cái điều đó nó rất là tốt cho các bạn ha, mặc dù các bạn học đa số là C sharp, đa số là C sharp. Thì thực tế cũng vậy, những cái môn đầu tiên các bạn học nó sẽ là những cái môn lập trình bằng C, C cộng, và những cái môn sau đó thì các bạn mới học lập trình C sharp. Lý do cũng rõ ràng, khi chúng ta viết những cái ứng dụng thương mại hoặc là những cái ứng dụng lớn, những cái ứng dụng hoàn chỉnh để các bạn một cái ứng dụng hoàn chỉnh thì chúng ta đòi hỏi những cái sự hỗ trợ của cái môi trường bên dưới. Chúng ta dùng C sharp với cái hỗ trợ của Net Framework, thì cái bộ thư viện của nó vân vân, nó đã cung cấp chúng ta rất là nhiều thứ trong đó. Thì việc dùng nó sẽ giúp chúng ta rút ngắn cái thời gian viết cái ứng dụng lại và đỡ tốn cái công sức của chúng ta hơn. Tuy nhiên thì trong những cái chuyên đề đầu, chúng ta sẽ không có viết ứng dụng hoàn chỉnh. Chúng ta làm những cái chuyện gì đó rất nhỏ về mặt code. Code chúng ta viết khoảng mấy dòng thôi. Tuy nhiên nó rất là sâu về cái học thuật trong đó. Thì những cái ứng dụng như vậy, những cái kiểu như vậy thì code C# nó không có phù hợp bằng code C cộng cộng. Hơn nữa thì cái ngôn ngữ C sharp nó là thế hệ sau của C cộng cộng, cho nên thì nó cũng khá giống thôi. Nghĩa là nếu các bạn quen C sharp thì các bạn biết C cộng cộng cũng khá dễ thôi. Lẽ ra cái điều ngược lại thì tốt hơn, tức là gì, các bạn quen C, C cộng cộng thì các bạn sẽ viết dễ C sharp. Tuy nhiên thì nói chung rằng biết một trong các ngôn ngữ đó thì chúng ta cũng có thể dùng và dễ dàng các ngôn ngữ còn lại, vì đó là một cái dòng họ, kể cả Java kể cả Java nó cũng được xếp chung vào trong cái nhóm đó. Riêng cá nhân tôi thì đối với tôi nghĩ rằng một cái lập trình viên bất kỳ hay cho dù các bạn viết ứng dụng trên nền tảng nào, cho cái mục đích gì tầm cỡ làm sao vân vân gì đó, thì các bạn nên biết C, C cộng cộng và C sharp, nếu được nữa thì là Java và đương nhiên là phải biết C, C cộng cộng. Đó là cái được cho các bạn, cho dù có thể các bạn không dùng C, C cộng cộng để viết những ứng dụng thực sự của mình. Alo, các bạn nghe rõ đúng không ạ? Nếu có cái trục trặc gì đó thì các bạn phản hồi liền ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần bài học. Như đã nói rồi, các bạn phải coi em book trước, và tôi sẽ nhắc lại những cái chính và sẽ thực hành, chúng ta sẽ làm thực hành. Thực hành là một cái cách nói chung ha, nói chung rằng chúng ta sẽ làm thực sự trên máy để chúng ta thấy cái điều đó trong máy như thế nào ha. Thì trong quá trình đó chúng ta cố gắng trao đổi thảo luận, tuy cũng sẽ thường xuyên refresh để chúng ta có thể giải đáp những cái thắc mắc của các bạn ha.
Chúng ta có cái bài tập đầu tiên cho hai cái chuyên đề nhỏ này về các kiểu dữ liệu cơ bản và các kiểu dữ liệu nâng cao một ha. Cho nên chúng ta và tôi đánh giá rằng đây là những cái dễ, tuy nhiên nó lại rất cơ bản ha. Cái bài học này sẽ nói về kiểu dữ liệu số nguyên và số thực. Khi chúng ta nói về kiểu dữ liệu cơ bản thì không thể nó không nói đến số nguyên và số thực. Và thậm chí có người xem ha, số nguyên, số thực là kiểu dữ liệu cơ bản duy nhất, những cái kiểu khác thì không phải. Thì dĩ nhiên là tùy những cái góc nhìn, những cái khía cạnh khác nhau chúng ta có thể xem cái điều đó. Tuy nhiên thì rất rõ ràng là ngay từ trong kiến trúc máy, kiểu dữ liệu số nguyên đã là kiểu cơ bản nhất và thậm chí là duy nhất trên máy trong những cái buổi ban đầu. Có thể nói rằng máy tính chỉ có thể làm việc với số nguyên, chỉ làm việc với số nguyên. Sau đó thì nó mở rộng sang số thực. Bộ vi xử lý trước đây thì không có làm việc với số thực. Cơ bản là các bạn muốn làm việc với số thực, các bạn sẽ phải gắn thêm, muốn thêm một cái bộ vi xử lý nhỏ, bộ đồng xử lý nhỏ nữa. Tuy nhiên thì bây giờ một cái CPU chuẩn sẽ cung cấp chúng ta cái khả năng làm việc với số nguyên và số thực. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không thể làm việc với những dữ liệu dạng khác. Ví dụ văn bản thì sao? Các bạn sẽ thấy rằng văn bản nó là dãy ký tự. Vậy thì ký tự thì sao? Ký tự nó sẽ là số, như các bạn sẽ thấy. Và nói chung là mọi thứ cuối cùng nó đều là số. Nó đều là số. Cho nên thì kiểu dữ liệu số nguyên và số thực là cực kỳ quan trọng, cực kỳ cơ bản. Bình thường những cái bài học trước thì tôi đi khá nhanh phần này và tôi chỉ giới thiệu kiểu dữ liệu số nguyên thôi. Riêng trong cái đợt này có lẽ tôi sẽ thử giới thiệu cho các bạn thêm kiểu dữ liệu số thực một cách chi tiết hơn. Bởi vì rõ ràng cái tầm quan trọng của số thực là không thể phủ nhận được. Dĩ nhiên là chúng ta làm việc với những con số nguyên, tức là những con số đếm, và thậm chí là có âm và dương được và mất trong đó. Thì những cái bài toán về khoa học, kỹ thuật, rõ ràng là dính thường xuyên đến số thực. Số thực. Chúng ta đã biết là gì? Kiểu dữ liệu chẳng qua là một cách để chúng ta phân loại dữ liệu. Chúng ta có nhiều dạng thức dữ liệu thì khi chúng ta nghĩ đến cái dữ liệu gì đó hay là chúng ta phát hiện cái dạng thức dữ liệu trong cái bài toán của chúng ta, thì một cách tự nhiên nhất là chúng ta phân loại nó, chúng ta đưa nó vào trong một cái nhóm quen thuộc nào đó. Thì cái nhóm đó gọi là kiểu dữ liệu. Như vậy nói một kiểu dữ liệu thì trước hết chúng ta nghĩ ngay đến những dữ liệu có thể có của cái kiểu đó. Tôi nói kiểu dữ liệu số nguyên thì các bạn nghĩ đến những con số nguyên, bao gồm những con số đếm, số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và kể cả những con số âm -1, -2, -3 vân vân. Và nó không có những con số lẻ trong đó, 1.5, 2.5 hay là 2/3. Vân vân, chúng ta không có những con số đó. Dữ liệu đó không thuộc về kiểu dữ liệu số nguyên. Điều đó rất tự nhiên ha, chúng ta nghĩ đến kiểu dữ liệu, chúng ta là nghĩ đến những dữ liệu có thể có của kiểu đó. Bởi vì một kiểu dữ liệu chẳng qua là một tập hợp các dữ liệu cụ thể cùng một cái dạng thức, cùng một cái mục đích
nào đó. Tuy nhiên cái điều quan trọng nữa chúng ta phải nhớ đi kèm với kiểu dữ liệu đó là tập các thao tác chúng ta có thể dùng để thao tác trên dữ liệu của kiểu. Khi các bạn tôi nói đến kiểu dữ liệu số nguyên, các bạn không chỉ nhớ, không chỉ liên tưởng đến các dữ liệu có thể của nó là có con số như tôi đã nói rồi, mà các bạn cũng phải liên tưởng đến các thao tác mà chúng ta có thể làm việc trên đó. Chúng ta có thể cộng hai con số nguyên, chúng ta có thể trừ hai con số nguyên, chúng ta có thể nhân hai con số nguyên, nhưng mà chúng ta không thể chia hai con số nguyên theo kiểu thông thường. Chúng ta không thể lấy ba chia hai để được 1.5 được, bởi vì 1.5 nó không thuộc kiểu dữ liệu số nguyên. Muốn như vậy chúng ta phải có thêm kiểu dữ liệu số thật nữa, chúng ta sẽ bàn. Tuy nhiên trên số nguyên chúng ta cũng có cái phép chia, nhưng mà là chia chẵn, chia nguyên, tức là ba người ba cái bánh thì làm sao chúng ta chia cho hai người chẳng hạn. Vậy thì nói chung là mỗi người được một cái bánh và còn dư một cái, tức là chia chẵn, chia nguyên. Chia như vậy nó có trên tập số nguyên chúng ta có chia nguyên và chia lý dư, tức là ba chia hai được một và dư một, bảy chia hai thì được ba và dư một, sáu chia hai thì được ba và không dư. Sáu cái bánh chia cho hai người, mỗi người được ba cái chẵn, không có dư. Ngoài ra thì đối với một kiểu dữ liệu khi chúng ta đã đưa lên trên máy để xử lý thì đi kèm với nó là cái việc định dạng và cách thức chúng ta lưu trữ dữ liệu của kiểu đó. Đây là cái vấn đề khi chúng ta đẩy lên máy, và có thể nói là vấn đề bên dưới của kiểu dữ liệu. Một cái lập trình viên như là chúng ta nè, khi chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu gì đó thì chúng ta chú ý đến hai cái điều đầu tiên này. Và thực tế thì cái mô típ môn học này của chúng ta hay nói chung rằng cái mô típ khi các bạn lập trình, cái cách thức khi các bạn lập trình, đó là chúng ta có cái thuật toán là chủ đạo. Chúng ta có thuật toán là chủ đạo. Chúng ta làm gì đó, chúng ta làm gì đó. Còn lại những cái dữ liệu hay là cái mà nó sẽ trợ giúp chúng ta để chúng ta làm. Thì khi chúng ta dùng một cái kiểu dữ liệu nào đó thì chúng ta như vậy xác định là chúng ta có cần kiểu dữ liệu đó không, đó là dữ liệu của chúng ta có phải là dạng đó hay không. Rõ ràng ví dụ tôi làm việc với những con số mà không chẵn, 1.5, 2.5 và 2/3 vân vân, thì tôi không thể dùng kiểu dữ liệu số nguyên được, tôi phải dùng kiểu dữ liệu số thật chẳng hạn. Như vậy các bạn phải biết cái đầu tiên này. Và dĩ nhiên là khi chúng ta dùng kiểu dữ liệu thì quan trọng là tôi có thể làm gì trên những cái dữ liệu đó. Kiểu dữ liệu đó cung cấp cho tôi những cái thao tác gì tôi có thể dùng. Thì hai cái đó. Lập trình viên thì thường không để ý đến cách định dạng và lưu trữ của kiểu dữ liệu trên máy. Tuy nhiên đó là một số cái tình huống còn lại, trong một số tình huống, một số cái ngữ cảnh thì chúng ta cần biết cái này. Và rõ ràng là nếu các bạn biết thêm cái này thì các bạn là một cái lập trình viên chuyên nghiệp hơn. Để các bạn biết thêm cái nền tảng bên dưới của nó. Ví dụ kiểu dữ liệu số nguyên trong C cộng cộng mà chúng ta gọi là kiểu Y, giả sử trên máy 32 bit, thì khi tôi nói đến kiểu Y đó thì các bạn liên tưởng đến ít nhất là hai điều. Một là các giá trị có thể, nó là từ trừ 2 mũ 31 đến 2 mũ 31 trừ 1 chẳng hạn.
Rõ ràng là các kiểu dữ liệu trên máy nó không thể là vô hạn được. Ha? Tất cả đều phải hữu hạn và phải rời rạc. Thì số nguyên cũng vậy, mặc dù tập số nguyên trong toán nó là tập vô hạn, nhưng mà khi chúng ta lên trên máy rồi, chúng ta phải dùng một số lượng byte, tức là một số lượng không gian lưu trữ hữu hạn cho nó. Rõ ràng chúng ta không thể làm việc với những con số vô hạn được. Ha? Vậy thì ví dụ điểm in, chúng ta dùng 4 byte để lưu trữ. Ha? Thì rõ ràng chúng ta không thể lưu trữ quá được 2 mũ 32. 4 byte thì là 32 bit. 84 là 32. Không thể quá 2 mũ 32 trường hợp cụ thể khác nhau của dữ liệu được. Như vậy chúng ta không thể quá 2 mũ 32 con số khác nhau. Mà kiểu in thì có âm và có dương, trong đó có số 0 nữa, thì đem chia đều ra. Tương tự như vậy, thì chúng ta có một nửa, tức là khoảng 2 mũ 31 con số âm, và một nửa là 2 mũ 31 con số dương khác nhau. Con số 0 thì coi như là dương luôn. À, cho nên thì chúng ta có con số dương lớn nhất sẽ là 2 mũ 31 trừ cho 1. Còn con số âm nhỏ nhất sẽ là trừ 2 mũ 31. Đó là lý do chúng ta có hai cái biên đó. Ở cái chỗ này, ngành nội cái chuyện này nó quan trọng ở chỗ nào? À, bây giờ nếu mà dữ liệu của chúng ta cũng làm việc với số nguyên mà nó vượt quá cái biên này, chẳng hạn nó quá lớn. Các bạn làm gì đó mà cần ví dụ đếm nguyên số lượng nguyên tử hay là nguyên tố gì đó, vâng vâng, nó vượt quá con số khoảng 2 tỷ này, 2 tỷ, à, thì chúng ta không dùng cái kiểu dữ liệu này được. Và tương tự như vậy, nó quá âm thì chúng ta cũng không dùng được. À, chúng ta phải dùng kiểu dữ liệu số nguyên khác, ví dụ kiểu dữ liệu số nguyên 64 bit. Tức là người ta dùng 8 bài để biểu diễn thôi. Tại sao kiểu in này quan trọng? Kiểu in này nè, nó là quan trọng mà tôi giới thiệu đây. Lý do nó có nhiều, một trong những cái đó là gì? Những cái con số mà chúng ta hay gặp, chúng ta hay làm trong bài toán chúng ta thì thường nó nằm trong phạm vi nè. Các bạn quản lý một lớp học, ha? Thậm chí sinh viên của một trường chẳng hạn thì nó rõ ràng nó không quá con số 2 tỷ được. À, nhưng mà số lượng người trên thế giới này thì nó vượt quá cái khung này. Sau đó thì chúng ta phải liên tưởng đến các thao tác chúng ta có thể làm trên này. Chúng ta như vậy có thể cộng trừ nhân, chia nguyên, chia dư, ngoài ra có thể làm những cái thao tác này nữa. Chúng ta đảo bit và hoặc các thứ, đó là những cái phép làm trên bit, phép làm trên bit vân vân. Danh sách này đủ, danh sách này nhiều hay ít, tức là các thao tác làm trên này là đóng hay mở. Vậy thì có thể nói rằng các thao tác chúng ta làm trên đó là vô số, là vô hạn, tùy theo nhu cầu. Tuy nhiên đây là kiểu dữ liệu quan trọng thì ngôn ngữ C cộng đã cung cấp sẵn, và nó cũng cung cấp sẵn các thao tác cơ bản nhất trên đó. Nghĩa là cái tập các thao tác mà được cung cấp sẵn này nè, các bạn không phải viết gì thêm, các bạn chỉ xài thôi, cũng là tập nhỏ, khoảng các bạn coi trong tài liệu C nó cung cấp thôi thì khoảng 20 cái thao tác đổ lại. Tuy nhiên điều đó không nghĩa là các bạn không thể làm gì khác trên này. Chúng ta vẫn có thể làm những cái thao tác khác. Ví dụ, các bạn có thể tính dây thừa của một con số nguyên. Rồi bất kỳ cái công việc gì đó trên số mà các bạn có thể nghĩ là được. Tuy nhiên, khi đó các bạn sẽ phải cài. Tức là các bạn phải cung cấp cái thao, tự mình cài đặt cái thao tác đó. À, vậy thì ở đây nó là cái chung chung mà chúng ta cũng sẽ gặp sau này. À, những kiểu dữ liệu cơ bản quan trọng thì
nền tảng sẽ cung cấp cho chúng ta. Ở đây là các ngôn ngữ lập trình sẽ cung cấp. Và khi nó cung cấp cái kiểu dữ liệu đó, thì nó cũng sẽ đồng thời cung cấp các thao tác cơ bản nhất trên, tức là công tác thao tác hay dùng nhất trên cái kiểu đó. Nếu các bạn, dữ liệu các bạn có dạng như vậy, các bạn có thể dùng nó. Nếu các bạn dùng dữ liệu đó với các thao tác đơn giản cơ bản như vậy, thì các bạn có thể dùng cái có sẵn đó. Còn không thì các bạn sẽ phải cài đặt. Mà khi cài đặt thì chúng ta sẽ vận dụng lại những cái thao tác cho bạn đó. Ví dụ tôi làm thao tác dây thừa chẳng hạn, 3 dây thừa là bằng 3 nhân 2, 5 dây thừa là bằng 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân tới 1. Rõ ràng nó không cung cấp sẵn cái thao tác này. Tuy nhiên tôi có thể cài đặt dễ dàng dựa trên cái thao tác được cung cấp chính là nhân. Tôi lấy 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2, tức là một dãy cái phép nhân, thì tôi sẽ được cái dây thừa. CC cộng cộng thì cung cấp sẵn cho chúng ta ít kiểu dữ liệu. C sharp Java thì cung cấp cho chúng ta rất nhiều kiểu dữ liệu. Tương tự như vậy, CC cộng cộng cung cấp cho chúng ta những thao tác cơ bản nhất trên dữ liệu. C sharp Java cung cấp rất nhiều thao tác khác nhau trên dữ liệu. Thì với những cái trường hợp như vậy, các bạn rõ ràng sẽ thấy là cái việc viết code nó sẽ khác nhau. Như nãy tôi đã nói, đối với C sharp Java các bạn viết khá là khỏe, thậm chí các bạn không cần phải viết gì hết, công việc của các bạn hầu như chỉ là xài cái có sẵn. Các bạn phân tích bài toán, thấy bài toán là có những dữ liệu như vậy, chúng ta xem thử nó nên thuộc về kiểu gì. Nếu những kiểu dữ liệu đó có sẵn, vậy thì quá may, các bạn không phải định nghĩa thêm cái kiểu dữ liệu. Các bạn rồi xem thử chúng ta làm gì trên những dữ liệu đó. Nếu những cái thao tác đó lại có sẵn, được cung cấp sẵn với các kiểu dữ liệu đó, các bạn lại cũng không phải làm cái gì nữa. Công việc của các bạn chỉ là xài các kiểu dữ liệu với các thao tác được cung cấp sẵn. Và đó thường là cái tình huống mà các bạn gặp trên C sharp Java. Cho nên các bạn viết code rất ít. Đối với C cộng cộng thì cái tập cung cấp và cái tập thao tác các bạn nó nhỏ lắm, cho nên các bạn sẽ phải viết nhiều hơn. Và đó cũng là cái lý do mà những cái chuyên đề đầu này tôi chọn cái ngôn ngữ C cộng cộng, bởi vì các bạn sẽ đóng cái vai trò của cái người định nghĩa những kiểu dữ liệu và cung cấp các thao tác đó, chứ không phải là đóng vai trò người xài. Hay những cái lập trình viên bình thường, các bạn có thể nói rằng chỉ cần biết cách xài. Còn những cái người chuyên gia hơn, chúng ta phải biết cách tạo ra để thậm chí cho người khác xài. Đó cũng là cái việc mà phân biệt giữa cái chúng ta và những người xài máy tính thông thường. Những người dùng máy tính thông thường, người ta chỉ biết dùng xài phần mềm này phần mềm kia, có thể nói như vậy. Còn chúng ta và những người tạo nên những cái phần mềm đó, nó khác biệt vân vân như vậy. Cho nên thì chúng ta dùng C cộng đó có một phần là như vậy. Dĩ nhiên sau này các bạn thấy công việc lập trình càng ngày nó càng dễ đi, và nó sẽ đến một cái mức ở cái tương lai, đó là gì? Các bạn lập trình mà các bạn không cần phải làm gì cả. Các bạn thậm chí chúng ta là lập trình viên, nhưng mà chúng ta cũng chỉ là những người xài những kiểu dữ liệu có sẵn, xài các thao tác có sẵn. Các bạn chỉ là đặt tả cái nhu cầu của chúng ta thôi. Tôi xài nó như thế nào? Tại sao tôi lại xài cái kiểu đó? Tôi xài nó như thế nào? Vân vân ha. Tuy nhiên thì cái tình huống đó, cái viễn cảnh đó nó cũng còn xa. Cho nên các bạn nói chung là nên biết C cộng cộng thì sẽ tốt ha, kể cả cho cái môn này và những cái môn khác. Ngoài ra, nếu mà chúng ta biết về cách định dạng và cách lưu trữ trên máy thì chúng ta trở thành, có thể tạm gọi là chuyên gia ha. Vậy thì có ba mức phân biệt lập trình viên rõ ràng như vậy. Đó là những cái lập trình viên
chỉ biết xài cái đồ có sẵn. Lập trình viên biết định nghĩa những cái kiểu mới cung cấp những cái thao tác. Và cái nhóm cao cấp hơn ha, đó là biết những cái như là định dạng và cái hình thức lưu trữ riêng mình. Thì đối với kiểu in này, định dạng nó là dạng bù 2, dạng bù 2. Khi lưu trữ trên máy nó dùng 4 bài, dùng 4 bài liên tiếp để lưu trữ. Thế bây giờ chúng ta sẽ để xem cái vấn đề đó trên máy ha. Ở đây tôi xài Visual Studio 2010. Bữa trước chúng ta cũng đã nói về cái vấn đề này rồi. Tại sao xài cái này? Bởi vì trên máy này nó có cái này thôi ha. Ở đây nếu bạn nào khi các bạn tạo cái project thử, kể cả trong chờ ở đây ha, lúc này và lúc các bạn làm bài tập á, các bạn viết code thử thì cũng bạn sẽ tạo cái ứng dụng dạng console đây ha. Vậy thì với ngôn ngữ C cộng cộng, các bạn chọn cái loại ứng dụng Win32 và cụ thể là Win32 Console Application. Các bạn nét qua cái bước này và chỗ này nè, cũng vậy. Chúng ta làm ở cái mức cơ bản nhất, cho nên các bạn chọn cái empty version này. Các bạn không cần nó phát sinh dùm cho các bạn những cái file nào khác. Chúng ta không cần cái cồng kềnh bên dưới. Chúng ta sẽ tự mình làm tất cả. Bởi vì chúng ta cũng không có làm gì nhiều đâu. Chọn empty version. Chọn empty version ha. Và chúng ta finish chỗ này. Nếu các bạn có cái thắc mắc gì thì cứ trao đổi ha. Đây chúng ta được một cái project rộng, không có sẵn cái file nào hết. Sau đó chúng ta nhấp phải cái mắt này, chúng ta thêm một cái file vào, một cái file code C cộng cộng file này. Rồi, đây. Và trong cái bối cảnh đơn giản nhất, chúng ta không có, nói chung là không liên quan gì đến công nghệ phần mềm tổ chức code cho tốt hay biên dịch vân vân ha, đây chúng ta đi vào cái lõi của nó. Thì ở đây chúng ta sẽ viết code trên một file thôi, duy nhất trong cái file này ha, để mọi thứ nó đơn giản và rõ ràng. Rồi, thậm chí không có tham số dòng lệnh hay tất cả cái thứ gì ở đây hết. Cái bài tập 1, nếu mà tôi yêu cầu các bạn làm thì thường viết những cái đoạn code rất ngắn. Nó thậm chí không phải là một cái hàm, đừng nói gì đến chương trình. Hay cùng lắm là nó là một cái hàm, không phải là code hoàn chỉnh của một ứng dụng. Tuy
Trong chương trình của mình, tôi đã dùng dữ liệu kiểu in, tôi mong muốn rằng tôi thao tác trên dữ liệu này. Chẳng hạn chúng ta làm cái chuyện là gì? Viết cái ứng dụng cho người dùng nhập một con số, F, N. Chúng ta đi tính giai thừa của nó và sau đó in ra. Một cái ứng dụng cực kỳ đơn giản, rõ ràng nó cũng hữu ích ha. Các máy tính, calculator bây giờ nó cũng đều có cái nút giai thừa đó. Các bạn ấn con số nguyên, dương, chúng ta nhấn cái nút giai thừa, nó sẽ đưa ra con số giai thừa. Giả sử chương trình chúng ta đơn giản như vậy. Rõ ràng chúng ta thấy rằng dữ liệu chúng ta làm ở đây là số nguyên. Số nguyên. Cái việc phân tích tiếp ở đây, các bạn sẽ thấy rằng thậm chí là chúng ta làm việc với số nguyên không âm. Tôi không cần số âm ở đây. Chúng ta phân tích thêm, chúng ta sẽ thấy rằng cái phạm vi của chúng ta có lẽ rằng cũng khá lớn. Thì các bạn lưu ý là 3 giây thừa thì là 6, rồi vân vân. Thì cái giây thừa này nó nở rất là nhanh. Thậm chí nó tăng nhanh hơn cả cái hàm mũ. Hàm mũ các bạn đã biết là nó lớn cả nè. 2 mũ 64 là con số cực kỳ khủng. Nó vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Chứ đừng nói gì đến 64 giây thừa. Các bạn tưởng tượng 64 giây thừa nó khủng cỡ nào. Đây bấm thử ha. Cái calculator này xem. Đây, tôi N là 64. Tôi bấm nút giây thừa. Tôi được con số này. Con số này không phải là con số nguyên, các bạn lưu ý ha. Rõ ràng con số 64 giây thừa là cực kỳ khủng, đến nỗi rằng chúng ta không thể chứa vừa cái giá trị của nó. Rõ ràng 64 giây thừa là con số nguyên ha, trong một cái dữ liệu kiểu nguyên được. Bởi vì khi đó chúng ta cần quá nhiều cái không gian lưu trữ. Tùy giả sử tính 20 giây thừa thôi. Đây, các bạn thấy. Thôi 10 giây thừa ha. Thôi 15 giây thừa đi. 10 giây thừa vẫn còn nhỏ. Các bạn thấy 15 giây thừa. 15 là nhỏ nha. 15 giây thừa nó đã là con số nguyên. Đây là con số nguyên chính xác nè. Quá lớn rồi. Và các bạn dễ dàng thấy nó vượt xa cái con số 2 tỷ. Vậy thì trong tình huống này, cái việc phân tích này các bạn thấy rằng rõ ràng chúng ta không thể dùng kiểu in được. Nó có nhiều lý do. Thứ nhất là dùng in chúng ta đã bỏ dư cái phần số âm. Đúng không? Tôi đâu có làm việc với số âm đây. Hơn nữa là dùng in là không đủ. Vì các bạn, chúng ta quá 2 tỷ là thường xuyên. Thì chúng ta dùng cái kiểu in gì? Thì cái chuyện đó chúng ta sẽ bàn tiếp sau. Ở đây giả sử là con số nó giây thừa nhỏ nhỏ đi, chúng ta tính khoảng 10 giây thừa đổ lại cho vui ha. Thì khi đó ta chẳng hạn dùng kiểu y. Ở đây chúng ta minh họa cái này. Chúng ta cho người dùng nhập vào ha. Thì để tránh cái rườm rà đó, tôi chẳng hạn tính cho người dùng, giả sử là người ta muốn tính 10 giây thừa luôn. Cụ thể như vậy ha. Thì sau đó chúng ta sẽ đi tính F là bằng giây thừa của N. Nó đơn giản như vậy. Vậy thì chúng ta thấy là tôi làm việc với số nguyên và tôi cần cái thao tác là tính giây thừa. Nhưng mà rất tiếc cái thao tác này không được cung cấp sẵn. Các bạn phải tự viết lại. Vậy thì chúng ta sẽ viết cái thao tác đó ở đây. Tôi gọi đó là thao tác tính giai thừa. Đây là một thao tác trên kiểu y. Và nó cũng sẽ giống như bao thao tác khác, cộng trừ nhân chia, chia lấy nguyên các thứ vân vân. Nếu các bạn cung cấp cho nó, vì nó chưa được cung cấp, tức là khác biệt chẳng qua là chưa được cung cấp thôi.
thao tác này chúng ta tạm gọi là một nồi. Khi chúng ta làm việc trên dữ liệu, chúng ta sẽ dùng thao tác gì đó, thì cái cách phân loại tự nhiên của các thao tác đó là theo số ngôi, tức là tôi làm với bao nhiêu mẫu dữ liệu và tôi trả về bao nhiêu mẫu dữ liệu. Thường thấy nhất là thao tác hai ngôi, các bạn cộng trừ nhân chia, các bạn thấy tôi cộng thì tôi cần hai con số nguyên, tôi trả về một con số nguyên, 3 + 4 = 5, hễ cộng là tôi cần hai thằng và tôi trả về một thằng, của cái kiểu chúng ta đường nói đây là số nguyên. Trừ cũng vậy, nhân chia cũng vậy, nhưng cái dây thừa này là thao tác một ngôi. Khi tôi tính dây thừa thì câu hỏi là dây thừa của, thì chỉ một cái thôi, của ai, của ba, của bốn, trong khi cộng là của ai với ai ha, của thằng nào mà thì đây là một ngôi. Cho nên cái việc khai báo này nói rằng thao tác dây thừa này nhận một và trả về một, và cả hai đều là chữ y như hết. Chúng ta sẽ cài đặt cái thao tác này bằng cách vận dụng cái thao tác cơ bản hơn trên cái kiểu. Ở đây thì chưa liên quan gì đến code nhiều lắm ha, rồi chúng ta tạm thời quên cái tại sao phải viết cái này hay là cái dòng for, nếu bạn nào chưa rõ lắm. Rồi, ở đây quan trọng là gì? Tôi đã vận dụng những cái thao tác trên kiểu số nguyên để cung cấp. Ở đây cụ thể nhất là thao tác nhân. Các bạn thấy thao tác nhân. Thao tác này quá cơ bản đến nỗi rằng người ta đưa ra cái cách ký hiệu nó đặc biệt. Đó là gì? Không gọi hàm nữa. Mà ví dụ như các bạn có thể tưởng tượng là ở đây là gì? Nhân S với lại Y. Nếu mà tôi viết hàm thì nó là như vậy. Nhân F về để tôi nhân thằng này với thằng này, được cái gì đó tôi bỏ vào đây. Tuy nhiên thì cách viết như thế này nó không đẹp lắm ha, không đẹp bằng cái này viết ở dạng toán tử như thế này. Đây thì cái dấu nhân này nó gọi là toán tử, và khi đó nó gọi là toán tử hay ngon, bởi vì dấu nhân này mô tả cho ký hiệu cho cái thao tác nhân hay ngon. Và các bạn thấy rằng cái hàm này cũng ký hiệu cho cái thao tác tương ứng là tính dây thừa là một ngôi. Vậy thì cái việc hàm hay là toán tử chẳng qua là cái hình thức, cái bản chất của chúng ta đây là cái thao tác, và như vậy là thao tác một ngôi hay ngôi hay là nhiều ngôi, hay thậm chí là người ta phân biệt thêm thao tác trong và thao tác ngoài. Nhân chia cộng trừ các thứ này ở đây đều là thao tác trong hết. Dây thừa cũng vậy. Trong nghĩa là gì? Tôi làm gì đó trên số nguyên và kết quả tôi có số nguyên. Tuy nhiên một số cái thao tác nó là thao tác ngoài. Tôi làm gì đó trên số nguyên nhưng mà nó lại lòi ra dữ liệu kiểu khác. Ví dụ thao tác so sánh chẳng hạn. Tôi so sánh là hai con số nguyên. Ví dụ thao tác so sánh lớn hơn 4 lớn hơn 3. Đúng. 4, 3 lớn hơn 4, sai. Thì các bạn tưởng cái thao tác so sánh đó là cái thao tác nhận hai con số nguyên nhưng mà trả về đúng hay sai. Đúng hay sai này là kiểu luận lý, nó là một kiểu dữ liệu khác. Hay là thao tác chia ra số thật đó, thì 3 chia 2 = 1.5 đó, thì là chia trên hai số nguyên nhưng mà lòi ra con số thật chẳng hạn. Đó gọi là thao tác ngoài. Và ngoài nó có nhiều kiểu ngoài. Ở đây thì cơ bản là gì? Dây thừa này cũng là thao tác trên số nguyên, nhân này cũng là vậy thôi. Khác biệt là gì? Bởi vì nhân này được hỗ trợ và được hỗ trợ hình thức khá đẹp là toán tử. Dây thừa này thì được hỗ trợ do chúng ta tự viết. Thằng C cộng cộng cho phép các bạn không chỉ khai báo cái hàm mà khai báo toán tử luôn. Tức là các bạn có thể tự mình chọn lấy cái toán tử do cái dây thừa này. Tức là ví dụ đây tôi có thể dùng cái dấu sao để nói là F bằng N dây thừa. Lưu ý rằng cái này viết là báo lỗi liền bởi vì không được cung cấp như vậy. Nhưng mà tôi có thể làm điều này trên C cộng cộng.
Tuy nhiên nhiều người những cái bữa đầu thấy Xi Công Cộng như vậy thì tưởng rằng, tức là thấy rất là thích thú, có vẻ như nó ghê gớm, nó mang lại cái gì đó việc, nhưng mà không phải như vậy. Nó chẳng qua là một cách viết cho đẹp thôi. Thay vì như vậy, tôi ở đây tôi gọi là giai thừa n, thì công việc của chúng ta cũng là như vậy thôi. Tôi làm một cái thao tác, một ngôi gì đó trên dữ liệu số nguyên và được một cái kết quả là con số nguyên. Ví dụ các bạn có muốn viết đẹp hay không thì bản chất chúng ta là như vậy ha. Thôi đừng bàn là tại sao nó làm được cái chuyện này. Chúng ta sẽ, mặc dù nó cũng khá đơn giản thôi, các bạn cũng dễ dàng biết cái hàm này rồi, nhưng mà không có quan trọng lắm ở chỗ đây ha. Rồi ở đây ví dụ để cho nó đủ hơn thì tôi coi như là viết một cái ứng dụng hoàn chỉnh đi ha, cho người ta nhầm vào số. Và tôi lấy dữ liệu con số nguyên từ người dùng ha, thay vì tôi gõ sẵn như thế này, sau đó tôi tính và tôi rút ra. Tôi cho người ta nhập n. Tôi thực hiện thao tác tính giai thừa trên n, số nguyên hết ha, tôi được kết quả là con số nguyên và tôi xuất cả hai cái đó ra để thử. Chúng ta cái máy này cấu hình bị cái trục trặc với cái liên kết đến cái version trước ha. Cái khóa trước chúng ta cũng bị. Bây giờ tôi sửa cái này, mấy nhà bạn các bạn không có vấn đề gì. Do cái chỗ liên, cái chỗ này cơ bản cũng không cần để ý nó làm gì, mà nói chung là cái cấu hình nó hơi trục trặc chỗ này, do cái version trước version sau thôi. Tôi chọn lại cái chỗ này. Bạn nào mà cũng bị cái này thì làm tương tự như tôi đây, vào trong cái property của cái projection, chỗ cái linker này các bạn bật cái option này lại, thì sau đó các bạn debug bình thường. Nó to dữ vậy hả? Đây, mời bạn nhập n. Ví dụ tôi gõ 10 thì nó tính ra 10 giai thừa bằng 3.636.200 mấy, bao nhiêu đây? Ha, giống y cái hồi nãy thôi. Vì nó không có vấn đề gì hết ha. Ở đây thì ví dụ tôi nhập n là 20 đi, rồi nãy các bạn thấy con số 20 là cực lớn rồi nha, thì các bạn thấy nó báo ra đây là âm bao nhiêu đó, các bạn thấy đây nè, nghĩa rõ ràng này không chính xác rồi, không chính xác. Đó là do cái kiểu dữ liệu không phù hợp cho cái số lớn như thế này, chúng ta đã nói chuyện đó rồi ha. Đây ra không chính xác nè, với 20, còn lại con số nhỏ thì bình thường. Đây cái chuyện này người ta gọi là tràn số, tràn số. Đôi khi chúng ta làm việc với con số nguyên mà quá lớn, nó không còn chứa vừa trong cái kích thước hữu hạn, kích thước cố định của cái kiểu dữ liệu đó. Ở đây là 43 ha. Rồi bây giờ cụ thể hơn ha, chúng ta sẽ đi vào bên dưới. Thì ở đây như vậy, tôi bỏ bớt cái đoạn code này.
chúng ta thực ra cái vấn đề chỗ này chúng ta là n là bao nhiêu đó mà chúng ta tính ra f là bao nhiêu đó thôi, đơn giản như vậy. Thì chúng ta sẽ quan sát bên trong bộ nhớ, bên trong lúc chương trình thực thi. Thì bây giờ tôi chạy debug F10 ha, F10 để chạy debug từng dòng lệnh nè. Rồi, tôi vừa chạy xong cái dòng lệnh gán n bằng 10. À, vậy thì bây giờ tôi đương ở trong chương trình chúng ta đây nha. À, vậy thì gì đó nghĩa là gì? N ở đây là một biến nguyên. N nè, được khai báo như là một biến kiểu in. Và dòng lệnh này đã bỏ một giá trị in cụ thể vào trong đó. À, vậy thì các bạn cần biết cái điều gì liên quan đến cái những kiểu dữ liệu chúng ta. Thì ví dụ ở đây, chúng ta sẽ xem thử cái chỗ của N đó, nó sẽ chứa cái gì bên trong đó, và kích thước của nó là bao nhiêu. Thì ở đây các bạn có thể bật cái bộ nhớ lên, trong cái cửa sổ debug này, debug window. Dĩ nhiên là các bạn đương dừng trong debug, tôi vẫn mới vừa chạy xong, tôi chưa có kết thúc cái chương trình này. Debug window, tôi mở cái memory lên, đây. Tôi, các bạn thấy đây là cái bộ nhớ, nó gọi là bộ nhớ chính của chương trình đó. Rồi bây giờ tôi đến cái chỗ của N, thì để đến chỗ là tôi gõ địa chỉ của N ở đây. Tôi gõ dấu và sau đó là N ở chỗ cái address này, địa chỉ này. Còn nếu các bạn biết chính xác địa chỉ của N là bao nhiêu, các bạn gõ cái địa chỉ đó này. Liên quan đến địa chỉ và vân vân, chúng ta sẽ trong cái bài về con trỏ chúng ta sẽ nắm rõ hơn. Tuy nhiên ở đây rất đơn giản, đó là gì? N là một biến, nghĩa rằng nó sẽ là một cái vùng nhớ nào đó trên bộ nhớ để chứa dữ liệu, bởi vì biến là thứ có thể thay đổi. Nó không giống con số 10, con số 20. 10 là luôn luôn 10, 20 là luôn luôn là 20. Thì N của chúng ta các bạn thấy nó có thể thay đổi do người dùng nhập vào, người ta đổi ý, người ta nhập cái khác thì N nó mang giá trị khác, vân vân. Đó là biến. Nó đơn giản là một cái vùng nhớ trên bộ nhớ chính để chứa cái dữ liệu của cái kiểu mong đợi. Cho nên các bạn rõ ràng là gì, khi chúng ta khai báo một cái biến thì chúng ta phải báo cho biết cái kiểu của nó. Ở đây là in. Để ít nhất nó làm gì? Để ít nhất nó cấp phát số lượng ô nhớ phù hợp. Bởi vì sao? Khi tôi khai báo kiểu in cho nó, vậy thì nó mới biết được rằng cái vùng nhớ đó dùng để chứa dữ liệu của kiểu in, mà với cái quy định của nó thì kiểu in có kích thước 4 bài, tức là dùng 4 ô nhớ một bài để lưu trữ. Nếu các bạn không khai báo kiểu, nó không biết được dữ liệu có thể chứa trong đó là gì. Và như vậy, ít nhất nó không biết được là nên cấp phát bao nhiêu ô nhớ. Giờ thì chỗ này tôi gõ N. Tôi đi vào đây. Thì các bạn thấy như vậy địa chỉ của nó là con số này nè. Và chúng ta đi vào trong cái vùng nhớ 4 bài của nó đây. Đây là 4 bài. Thì nó chứa các giá trị như thế này. 4 bài cụ thể của nó sẽ là 0A00000. Và nó chính là con số 10. Vậy thì câu hỏi đây là tại sao con số 10, con số nguyên 10 lại được lưu trữ thành 4 bài là 0A00000 như vậy? Nó có vẻ là một cái câu hỏi không cần thiết đối với những cái lập trình viên thông thường. Nhưng mà đây môn này chúng ta cần biết thêm cái điều này, bởi vì cái bài tập môn của các bạn cần phải biết cái này. Tức là riêng cái kiểu dữ liệu số nguyên này thì tôi yêu cầu các bạn nắm được cả 4 vấn đề của nó, kể cả cái định dạng và cách lưu trữ trên máy. Vậy thì ở đây số nguyên chúng ta lưu trữ 4 bài, người ta sẽ dành 4 bài. Nhưng mà cụ thể là 4 bài đó sẽ chứa những cái gì trong đó? Vậy thì nó dùng dạng bù 2, dòng dạng bù 2. Đối với con số dương thì các bạn không cần để ý đến cái bù 2 làm gì.
Còn con số âm thì chúng ta sẽ bàn tiếp. À, ở đây nó là con số dương 10. Vậy thì các bạn cần phải ý đến cái điều này. Con số 10 này các bạn sẽ phải chuyển nó thành dạng nhị phần. Nhị phần. Tôi nói rằng bốn bài liên tiếp, tuy nhiên đúng hơn chúng ta nên nói nó là gì? 32 bit liên tục. Vậy thì con số 10 này nó tương ứng với nhị phân là gì? Để chúng ta biết là bit nào bật, bit nào tắt, bit nào không, bit nào một. À, vậy thì ở đây tuy các bạn dĩ nhiên học những cái điều đó lâu rồi. Tôi gõ con số 10 nè, và tôi đi tìm cái dạng nhị phân của nó. Thì các bạn thấy dạng nhị phân của con số 10 là 1010. 10 ở cơ số 10 ha. Sẽ là 1010 ở cơ số 2. 1010 ở cơ số 2. Đây 1010 ở số 2. À, vậy thì chúng ta có 4 bit. Các bạn thấy như vậy để biểu diễn con số 10 tôi cần 4 bit. Bit 1, bit 0, bit 1, 0 tức là 4 bit, 1 bit bật này, sau đó tắt, 1 bit tắt, 1 bit bật, 1 bit tắt. À, con số lớn hơn thì chúng ta có vẻ cần nhiều bit hơn. À, tuy nhiên, bất kỳ con số y nào chúng ta cũng dùng đủ 32 bit cho nó. Đó là lựa chọn dễ dàng khi chúng ta thao tác. À, bit số y nào cho dù nhỏ dù lớn ở đây đều dùng đủ 32 bit. Vậy thì đối với con số 10 này thì làm sao? Những cái bit mà không dùng đó chúng ta sẽ đơn giản là tắt nó đi, tức là bằng 00 hết. 00 hết. Vậy thì 32 bit chúng ta sẽ dùng 4 bit, còn những bit còn lại là 00. À, vậy thì ở đây nó còn một cái vấn đề nữa. Tôi có 32 bit, tôi xếp từ trái qua phải như vậy. Thì bit nào dùng và bit nào không dùng? Lựa chọn chúng ta. Ở đây tôi dùng 4 bit và tôi không dùng các bit còn lại. Vậy thì bit nào tôi dùng, bit nào tôi không dùng? Thì đối với cái này nó có những cái lựa chọn khác nhau cho kiến trúc máy. À, cụ thể nó gọi là Little Endian hay là Big Endian. Vậy thì các bạn tưởng tượng 32 bit nè. Từ trái qua phải, 32 bit. Từ trái qua phải thì đối với Little Endian, nghĩa là nó dùng cái lựa chọn là gì? Chúng ta cứ dùng cái bit trái trước và chừa lại bit phải. Tức là cần dùng thì cứ dùng hết từ bên trái qua. Từ bên trái qua gọi là từ thấp qua. Ha? Bởi vì địa chỉ cho đó là thấp. Cái đầu, cái một, chúng ta gọi là bay 0, bay 1, bay 2, bay 3, bay 4 đó, hay là bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 đến bit 32 là từ trái qua, là từ thấp lên cao. À. Vậy thì tôi dùng 4 bit thấp. 4 bit thấp. Vậy thì ở đây nó đã rõ cái này, nhưng mà bây giờ còn vấn đề nữa. Trong 4 bit đó thì bit nào tương ứng với bit nào ở đây? À. Nó cũng vậy, rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên đối với Little Endian thì nó sẽ ưu tiên như thế này nè. À, bit có cái trọng lượng thấp sẽ lưu trữ ở vị trí thấp, tức là trái nhất sẽ là bit ở hàng trọng lượng thấp nhất. Đối với một con số thì trọng lượng của các ký số là thế nào? Thì cái điều này nó rất đơn giản thôi. Các bạn giả sử tôi có con số 325, cơ số 10. Thì các bạn hay nói rằng 5 này ở hàng đơn vị, 2 này ở hàng chục, 3 này ở hàng trăm. Tôi có 3 ký số trong con số này. Và cái ký số nào là quan trọng nhất, tức là trọng lượng lớn nhất? Đó chính là ký số ở hàng trăm. Tại sao? Bởi vì nếu mà tôi lộn cái con số 3 này một đơn vị, tức là nó thành 4 hay thành 2, thì chẳng hạn đây là số tiền, thì tôi đã bị lộn số tiền lớn nhất. Ví dụ 3 này nó lộn thành 4 thì nó trở thành 425, tức là
tôi đã có thêm 100 đô chẳng hạn, hay là tôi lỗ đi 100 đô. Trong khi nếu tôi lộn cái hàng đơn vị này, tức là 325 nó trở thành 326 hay là 324, thì chúng ta chỉ mất hay là được một cái khoản rất nhỏ, một cái giá trị rất nhỏ. Vậy thì cái hàng đơn vị đó gọi là cái hàng trọng lượng thấp, và cái hàng cao hơn đó gọi là trọng lượng cao, hai hàng trăm. Và cái đơn vị như gọi là trọng lượng thấp nhất, và ở đây tình huống này con số 3 này là ở hàng cao nhất, hai trọng lượng cao nhất. Vậy thì cái list engine này để cho nó phù hợp thì cái hàng đơn vị chúng ta sẽ để trước nhất. Như vậy cái biết không này chúng ta bỏ vào đây. Đó, sau đó là biết 1 này. Và sau đó là biết 0 này. Và sau đó là biết 1 này. Đây. Cứ thấp cho cái trọng lượng thấp chúng ta bỏ vào trước, trọng lượng cao bỏ sau đó. Và các biết kia là 0000 hết. Đủ 32 biết ha. Tuy nhiên thì làm việc với cái này nó hơi phiền. Biết mà, các bạn dễ hơn chúng ta làm việc ở mức 3. Mức 3. Vậy thì các bạn nên làm ở cái cơ số 16 thay vì cơ số 2. Cụ thể là 10, chúng ta chuyển qua cơ số 16. Bạn nào không dịu, giỏi tính toán thì chúng ta cứ bấm cái này thôi, không có gì hết. Cơ số 16 này, hát xa nè. Thì chúng ta có đó là A. A ha. A. Cơ số 16. Và các bạn lưu ý rằng một ký số cơ số 16 nó tương ứng với 4 bit, bởi vì 2 mũ 4 là 16. Và một byte sẽ là 2 ký số cơ số 16. Vậy thì con số A này nó chỉ cần 4 bit thôi, rõ ràng như thế này các bạn cũng thấy nè. À, tức là chỉ cần một byte 0A, 16, nó 4, chúng ta làm chẳng bài như vậy nhớ. A cũng như 0A thôi. Vậy thì 16 này nó chỉ cần một bài thôi, đó là bài 0A. À. Vậy thì các bạn bỏ trong này nó trở thành cái gì? Khi các bạn bỏ thì với little anh em cũng vậy, chúng ta sẽ bỏ cái bài trọng lượng thấp là đây vào cái vị trí thấp, và sau đó là các bài cao. Cái bài cao hơn là không dùng ở đây, vậy thì nó là không hết. Như vậy trên máy ha, trên máy little endian thì con số 10 sẽ được lưu trữ bằng 4 byte, và tôi viết tách ra như thế này cũng giống như cái thằng này thể hiện ở đây, nó cũng viết tách ra ha, thì cứ từng ô nó cho biết giá trị, và giá trị ở đây nó cũng hiển thị theo cơ số 16, và mỗi ký số cơ số 16 như vậy là 4 bit, cho nên một bài như vậy thể hiện bằng 2 ký số cơ số 16, giống như chúng ta làm ở đây. Và các bạn thấy 4 bài đó sẽ là 0A00000, giống như chúng ta đã thấy ở đây. Rồi ví dụ chúng ta lấy đại một con số đi, 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn, 1, 2, 3, 4, 5 để chúng ta thực hành cái chỗ này. Vậy thì chúng ta sẽ xem thử trên máy nó được lưu thành 4 bài như thế nào. Vậy thì 1, 2, 3, 4, 5 cơ số 10 các bạn đổi ra cơ số 16. Cái số 10 này, tôi nhắn thêm này, nó là 3039, 3039, cái số 16. Mà thường cái số 16 thì thay vì viết như vậy thì người ta hay viết là không ít đằng trước này, để nói rằng đó là cái số 16. Cũng giống như cái số 10 thì thường tự hiểu rằng cái số 10, viết là hiểu cái số 10, là hay dùng những cái quy tắc học. Thì bây giờ thay vì như vậy, tôi viết như vậy. Ở đây tính ra nè. Vậy thì các bạn thấy 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta phải dùng 2 bay, phải dùng 2 bay, mà luôn luôn dùng 4 bay, cho nên là gì? Các
bay kia là để không, đã nói rồi. Nhưng mà bay nào đi với cái ô nhớ nào thì sẽ ra trở lại. Cái bài thấp nhất nè, trọng lượng thấp nè, chúng ta sẽ bỏ đầu, như vậy nó trở thành 39. Tiếp đến cái bài cao hơn, nó là 30. Và những cái bài cao hơn nữa, ô nhớ thứ ba, ô nhớ đầu nè, ô nhớ thứ hai, ô nhớ thứ ba, ô nhớ thứ tư không dùng, nó sẽ là không. Không. Rồi chúng ta xem thử giá trị của N ha. 393000. Đấy, đơn giản như vậy. 93000. Đó gọi là list toàn gì ạ? Bây giờ với con số âm thì chúng ta phải rõ hơn về cái bù ha. Về cái bù ha. Thì nó đơn giản như thế này. Chúng ta sẽ trong 4 bài này các bạn làm sao đó để chứa cả số âm và số dương. Đối với số âm, chúng ta có những cái hình thức biểu diễn nào? Ở đây người ta đã chọn ra một cái hình thức biểu diễn cực kỳ hay, xúc tích và phù hợp cho các thao tác tính toán. Tuy nhiên rõ ràng một cái lựa chọn khác nếu các bạn là người thiết kế cái máy vân vân, có lẽ các bạn lựa chọn như thế này. Tùy dùng một cái dấu cho con số và sau đó là giá trị, tức là con số trừ 2 chẳng hạn, thì tôi hiểu là nó là trừ của 2. Như vậy tôi lưu trữ biểu diễn bằng một cái thông tin cho dấu và thông tin cho cái độ lớn. À, cộng 2 thì dấu sẽ là cộng, và dĩ nhiên 2 không thì dấu cũng là cộng. Rõ trước đây rồi, thực tế là có những cái lựa chọn như vậy. Tuy nhiên người ta thấy rằng cách lựa chọn như vậy rất không phù hợp khi chúng ta tính toán. Bây giờ ví dụ các bạn tính toán, các bạn cộng hai số, các bạn làm gì? Các bạn phải xét 4 trường hợp của dấu. À, nếu tôi lấy cộng 2, tôi lấy 2 cộng 3, tức là cả hai đều cộng, thì rõ ràng kết quả ra sẽ là một con số dương, tức là ra cũng sẽ là cộng, và lấy độ lớn hai thằng kia cộng lại. Tôi lấy trừ 3, tôi cộng cho trừ 2, kết quả ra cũng trừ, và lấy độ lớn hai thằng kia cộng lại. Nhưng mà tôi lấy trừ 2, tôi cộng cho 3. Thì ra âm hay dương là phải xét độ lớn hai thằng kia, tức là có 4 trường hợp của chúng ta rất là chậm khi chúng ta hiện thực những cái thao tác đó. À, thì lựa chọn đơn giản hơn là nó dùng bù 2. Cái bit cao nhất sẽ là 1. Đối với bù 2 thì cái hệ quả là gì? Bit cao nhất, tức là bit 31, bit xa nhất, bit ở phía xa nhất, bit trọng lượng cao nhất sẽ là 1. Nếu là số âm, đó là hệ quả. Nhưng mà nó không phải dùng để đánh dấu nha, nó tự động nó thành như vậy. Cái hay cái này cũng là như vậy, tức là làm sao biết âm dương. À, đối với âm dương mà các bạn lưu trữ dấu riêng thì các bạn chỉ nhìn vô cái thông tin dấu là các bạn biết âm dương rồi. Thằng bù 2 này không cố ý tách riêng cái dấu ra, nhưng mà nó cũng có hệ quả là cái biết cao nhất sẽ là 1 ứng với số âm, và biết cao nhất là 0 ứng với số dương. Đây là hệ quả ha. Các bạn đã học cái này rồi thì tôi không có nói ấy, tuy nhiên đó là cái hệ quả. Cụ thể hơn, bây giờ nếu N này là con số trừ 2 chẳng hạn, vậy thì trên máy nó sẽ trở thành 4 bài gì? 4 bài gì? Thì đây là cách các bạn làm. 2 này là con số âm ha. 2 là con số âm. Nó chính là bù 2. Của 2. Đã đơn giản như vậy. Người ta gọi là dạng bù 2 là như vậy. Tức là trừ 2 sẽ là bù 2 của 2. Và đương nhiên là 2 sẽ là bù 2 của trừ 2. Bù 2 là cái gì thì chẳng
các bạn đã biết, tuy nhiên tôi sẽ làm nó một cái cách đơn giản nhất để các bạn dễ nắm. Bù 2 nó chính là bù 1 mà chúng ta cộng thêm 1 thôi, nó đơn giản như vậy. Trừ 2 là bù 2 của 2, ha. Và bù 2 của 2 chính là bù 1 của 2 mà cộng thêm 1 nữa. Mà bù 1 của 2 nó chính là gì? Đảo biết. Đảo biết của 2. Do đó, trừ 2 chính là đảo biết của 2 và cộng thêm 1. Vậy chúng ta sẽ xuất phát từ con số 2 để chúng ta đi tìm 2 nè. Tôi có 2, con số 10 ha, biểu diễn theo nhị phân sẽ là 2 là 1 0. 2 1 0. Tuy nhiên viết theo little ending thì chúng ta sẽ viết nó là biết thấp nhất là 0, sau đó 1 và sau đó là 0 0 0 0 như thế này vân vân. Và chúng ta sẽ ấy ra ha. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ làm theo cơ số 16 để dễ hình dung nhất. Chúng ta làm cơ số 2 đi, à, cơ số 2. Thì tùy sẽ hơi dông dài một xíu về cơ số 2 mà, vậy thì làm cơ số 2 chúng ta sẽ qua cái cơ số 16. Bù 2, con số 2 nó chính là 10. 10 ha. Các bạn viết đủ bit thì chúng ta phải cho đủ 32 bit. Tuy viết theo cách thông thường, còn little endian các bạn sẽ phải bố trí bit thấp vào trước và bit cao vào vân vân, chúng ta đã nói. Đây tôi viết thông thường cho đủ 32 bit nè, có thể không đủ 32 bit chỗ này nha. Để bit không hết rồi tới 10. Này. Sau đó các bạn đem đảo bit. Đảo bit của 2. Đảo bit của 2 thì cứ 0 thành 1, 1 thành 0. Như vậy chỗ này nó là 1 hết nè. Chỗ này nó sẽ là 0 và chỗ này nó là 1. Sau đó các bạn đảo bit xong rồi các bạn cộng thêm 1 nữa. Cộng cho 1 nữa. À, thì cái này cộng thêm 1 thì các bạn biết cộng cộng bình thường 1 cộng 1 chúng ta được 0 chỗ này nè, nhớ 1. Được không? 1 cộng 1 được 0, nhớ 1. Sau đó lấy 0 này cộng cho 1 chúng ta được 1. Đây. Và hết nhớ, và cái đống đằng trước này như vậy là giữ lại biết easy. Một này tôi cộng thêm 1 được 0, nhớ 1. 0 này cộng 1 được 1, là hết nhớ, 1 cộng 0 xuống về. Như vậy trên máy nè, đây chính là dãy 32 bit của con số trừ ha. Và nếu là little endian thì chúng ta lưu trữ ngược lại ha. Bit thấp chúng ta viết cả lưu trữ trước. Thì ở đây chúng ta chuyển qua cái số 16 để dễ thấy. 1 hết thì các bạn biết thôi. Nó là gì? 1111 4 bit chúng ta gom lại thì 1111 nó chính là F. Đúng không? F. Tới cái những cái chỗ cuối cùng này nè thì byte cuối cùng đằng trước nó cũng là F, nhưng mà 4 byte sau cùng các bạn thấy đây, nó là 1110. Đó là con số cơ số 16 là bao nhiêu? Thì bạn nào không tính được thì bấm này. Chúng ta bấm binary nè, 1110, cơ số 16 như vậy là E nè, như vậy chỗ này là FE. Đây. Và little endian khi chúng ta lưu trữ. Thì nó là FE, bài thấp chúng ta lưu trước nè, đây. Thì sau đó chúng ta mới lưu FF, sau đó là FF và FF. Thấp lưu trước, cao nhất thì lưu sau cùng. Như vậy, con số trừ 2 trên máy nó trở thành 4 byte theo little endian này, tức là byte đầu tiên là FE, sau đó là 3 byte kia là FF. Chúng ta xem thử nè. Các bạn thấy đó, FE, FF, FF. Em.
Thì để tránh làm cơ số 2 phiền toái như vậy, chúng ta có thể làm nhanh hơn bằng cái cơ số 16. Thì chỗ này giả sử tôi chứa n bằng trừ 10. Trừ 10. Thì bây giờ tôi làm theo cơ số 16 cũng vậy, các bạn lưu ý. Nhớ lại trừ 10 nó sẽ bằng bù 2 của 10, và nó là bằng bù 1 của 10 và cộng thêm 1 nữa. Chúng ta làm theo cơ số 16 cho nó dễ. 10 này cơ số 10 nè. Như vậy nó sẽ bằng A, hồi nãy đã thấy rồi. A này tức thực là không A. Viết luôn cho đủ một bài mà, chúng ta làm theo bài cơ số 16 như vậy, không A. Không A này thì đó là cái thấp nhất, còn cái cao thì các bạn thấy nó là 00. 00, 00. Đó là các bạn bổ sung cho đủ 4 bài thì đó, chừng này ký số. Dĩ nhiên chúng ta sẽ viết lại ngược lại nó mới ra list rồi anh đi anh ha. Rồi sau đó chúng ta lấy bù 1 thằng này, và bù 1 thằng này các bạn có thể hiểu nó là bù 15. Thế chúng ta làm theo cơ số 16, bù 15 của 10. Theo cơ số 16 thì các bạn có thể hình dung là chúng ta lấy bù 15. Bù 15 này nó không còn đảo viết nữa, mà là chúng ta lấy F trừ cho ký số đó. Tức là ở đây trên cơ số 10 nó cũng có cái dạng bù như vậy. Đó là gì? 0 thì thành 9, 1 thì thành 8, 2 thì thành 7, hay nói cách khác là thằng đó cộng với cái bù gọi là bù chính đó. Bù chính đó nó là thành 9. Vậy thì bù 15 này chúng ta cộng hai ký số lại thành 15. Mà 15 chính là E à là F á, thì các bạn tưởng tượng như vậy. Vậy thì 0 nó trở thành F, 0 là F. Bởi vì 0 cộng F chính là 15 đó. Không. Thằng A này là gì? A thành F này. Thằng A là gì? Thì thằng A là 10. Thì cộng với 5 nó mới thành 15, vậy thì A đã thành 5. Đó là bù 15. Bù 1 là cộng lại thành 1, tức là 0 là thành 1 và 1 thành 0. Bù 9 là cộng lại thành 9. 0 thì thành 9, 1 thì thành 8, 2 thì thành 7. Bù 15 cộng lại thành 15 ha. Sau đó chúng ta cộng thêm 1 nữa. Thì các bạn cộng từ bên này qua, 5 cộng 1 thành 6 trong cái số 16. Xong, lần trước này không nhớ như gì hết, vậy nghĩa là viết lại. Như vậy chỗ này là F6 nè. Lần trước này là F, viết lại thôi. Rồi sau đó là Listor, Indian. Bài thấp nhất các bạn lưu trước, nó trở thành F6. Bài sau đó. Như vậy con số 10 trên máy sẽ là F6, F. À xin lỗi, con số trừ 10 ha. Đây các bạn thấy nó là F6 nè, F. Bạn Hậu có hỏi về làm trên cái bảng Visual Studio nào. Thì các bạn làm trên bảng nào cũng được. Tuy nhiên hình như bạn ghi là VB, Visual Basic thì không được nha. Chúng ta làm trên Visual Studio bảng nào cũng được. Đây là bảng 2013. Cho nên chúng ta làm bằng trên ngôn ngữ C++. Ở đây thực tế là C nè. Ở đây là C. Nhưng mà bởi vì Microsoft thì nó làm C cộng thôi. Không dùng Basic ha, không dùng ngôn ngữ Visual Basic và không dùng Pascal, không dùng Java. Chúng ta sẽ dùng C# trong những cái chuyên đề sau nữa thôi.
Tôi đi quá chậm ra, nhưng mà đây chúng ta sẽ tiếp tục chậm thêm một ít nữa để chúng ta thực rõ cái chỗ này, chúng ta sẽ qua kiểu số thực. Tuy nhiên ở đây ha, như vậy cái ở đây chúng ta đã làm thực rõ cho một kiểu dữ liệu, ở đây là kiểu in. Kiểu in nó cực kỳ cơ bản, thậm chí người ta gọi kiểu in là kiểu kiểu máy, hãy nói kiểu máy là kiểu in. Nó là từ máy, quật, một quật trong máy, quật trong máy, đây là cái đơn vị cơ bản nhất của máy. Nó là chiều dài, nó là thứ mà chứa trong thanh ghi tính toán. Khi các bạn cộng trừ nhân chia các con số, các bạn làm trên bộ nhớ các thứ, thì nó phải lấy từ trên đó đưa xuống các thanh ghi và làm. Thì kích thước của thanh ghi trên máy 32 bit nó đích thì là 32 bit, tức là 43, đó chính là cái kiểu in này. Ngoài ra chúng ta có những kiểu dữ liệu số nguyên nào khác thì có. Chúng ta có nhiều kiểu dữ liệu số nguyên khác theo những cái lựa chọn về kích thước lưu trữ: 1 bài, 2 bài, 4 bài, 8 bài, và về có dấu hay không dấu. Hồi nãy một cái lựa chọn tốt hơn cho bài toán này, chúng ta thấy là thay vì các bạn dùng kiểu in, các bạn dùng kiểu inside in, tức là in không dấu. Thì khi đó kiểu này nó vẫn dùng 4 bài, nhưng mà không, nó không dùng một nửa cho số âm, và như vậy chúng ta sẽ thêm được một nửa, và cái giới hạn của nó là không phải là đến cao nhất là 2 tỷ mấy mà đến 4 tỷ mấy, và dĩ nhiên nó không làm việc với số âm ha. Thì có dấu không dấu. Rõ ràng trên máy chúng ta có thể làm việc tới mức bit được nha, nhưng mà không hiệu quả. Thì cái mức bài từng bài là hiệu quả. Tuy nhiên thì thực tế cái mức hiệu quả nhất chính là mức từ máy, và đó chính là 4 bài. Cho nên nhiều bạn nghĩ rằng chúng ta sẽ dùng tiết kiệm. Vậy thì nếu chúng ta phân tích thật kỹ bài toán, chúng ta chỉ có khoảng 10-12 con số đổ lại thôi. Vậy thì chúng ta dùng kiểu in 1 bài đi, thay vì kiểu 4 bài, thì có vẻ như nó lợi bộ nhớ hơn, vân vân ha. Thì khi đó các bạn thực tế các bạn lại cũng không lợi hơn bao nhiêu đâu, mà cái việc tính toán nó lại còn phiền phức nữa ha. Bởi vì suy cho cùng thì chúng ta muốn tính cái gì đó với số nguyên thì thứ đó phải được đẩy lên trên thanh ghi, và thanh ghi đó luôn luôn là 32 bit. Thì cho dù con số nguyên của các bạn nó là có 8 bit thì nó vẫn cứ làm trên 32 bit. Dĩ nhiên 8 bit thì những cái bit kia, bit trống kia sẽ là không đó, cuối cùng nó cũng sẽ làm trên đó thôi, thì chúng ta cũng sẽ không có lợi hơn cái gì hết ha, trừ cái việc là trên bộ nhớ, và thực tế là chỉ trên bộ nhớ ngoài, tức là trên file, và trong cái lúc truyền qua mạng các thứ chúng ta mới lợi. Cho nên ở đây tốt nhất thì hãy làm việc với kiểu in ở cái mức vừa phải, các bạn dùng kiểu in luôn, kiểu in. Và nếu chúng ta phân tích chúng ta cần thêm một ít thì các bạn có thể dùng kiểu inside in nếu nó không có dấu. Còn lại những cái kiểu thấp hơn đó thì chúng ta chỉ cần biết thôi, cũng không cần phải nhớ nhiều. Thì gần đây máy 64 bit chúng ta có cái kiểu gọi là kiểu in 8 bài. 8 bài tức là 64 bit đó. Thì kiểu này nó lại trở thành tự nhiên trên máy 64 bit ha, bởi vì 64 bit thì thanh ghi xử lý của nó là 64 bit. Thì rõ ràng là con số mà có thể biểu diễn nó to lên rất là nhiều, nhưng mà bản chất thì không thể là vô hạn được, các bạn thấy. Rồi thì chúng ta phải bao nhiêu đó, và câu hỏi là tại sao là 1 2 4 8 mà không phải là 3 5 7, vân vân. Thì đây cũng là một cái lựa chọn về kiến trúc máy thôi. Vậy chúng ta làm chẵn cho 2 thì dễ thì nhanh, và chẵn theo cách tốt nhất là lý thừa. 2 mũ 0 là 1, 2 mũ 2, 2 mũ 1 là 2, 2 mũ 2 là 4, 2 mũ 3 là 8.
thì những cái kiến trúc bên dưới nó tốt khi như vậy, cho nên lựa chọn như vậy. Chúng ta qua kiểu dữ liệu số thực ha, và tôi cũng sẽ làm kỹ như vậy để các bạn thấy. Tóm lại thì đến cuối cùng thì các bạn nhớ ha, khi chúng ta nói về dữ liệu thì các bạn phải xem thử cái dữ liệu chúng ta nó nằm trong kiểu nào. Kiểu đó được hỗ trợ sẵn thì thường được ám chỉ bằng một cái tên kiểu, đó là từ khóa luôn. Còn nếu không thì các bạn phải tự khai báo và các bạn sẽ được lựa chọn cái tên để ám chỉ đến cái kiểu đó. Chúng ta nhớ ngay, biết ngay đến những cái gì có thể thuộc về kiểu dữ liệu đó, những dữ liệu cụ thể nào có thuộc về kiểu. Đối với số chúng ta hay gọi đó là phạm vi. Phạm vi. Quan trọng hơn là chúng ta có thể làm gì trên đó, các thao tác. Mà nếu chúng ta cần cái thao tác vào nó chưa được có thì chúng ta phải tự viết lại. Và chúng ta viết bằng cách là vận dụng lại những thao tác đã có. Những thao tác cơ bản thường sẽ được biểu thị bằng các toán tử, những cái dấu biểu thị phép toán. Tuy nhiên điều đó cũng chỉ để cho đẹp ha. Còn lại cơ bản, nếu không chúng ta dùng cái hàm tùy theo ngôn ngữ. Đối với C# Java sẽ là những cái phương thức, C vòng cộng là những cái hàm. Quan trọng hơn, chúng ta phải thấy được cái thao tác chúng ta nhận bao nhiêu dữ liệu và trả về bao nhiêu dữ liệu. Nó có nằm trong kiểu dữ liệu chúng ta hay nó phải liên quan đến một kiểu dữ liệu khác, tức là thao tác ngoài hay là thao tác trong, và thao tác này máy ngồi. Lên trên máy thì định dạng thế nào, lưu trữ làm sao. Đối với vấn đề lưu trữ thì cái thông tin quan trọng đầu tiên phải kể đến là kích thước lưu trữ, chúng ta dùng bao nhiêu bay nhớ. Ở đây cũng vậy, nó thường nó không có ai mà dùng một nửa bay nhớ hết. Vậy thì đơn vị lưu trữ sẽ là byte, chúng ta nói là chúng ta dùng bao nhiêu byte chứ không có dùng nửa byte vân vân ha. Vậy thì dùng bao nhiêu byte nhớ, và khi chúng ta đã dùng như vậy thì nó có cái vấn đề là byte trước byte sau. Vậy thì byte trước chứa cái gì và byte sau đó, little endian, big endian, vâng ha. Chúng ta sẽ qua cái kiểu số thực này và chúng ta sẽ kết thúc cái bài này ha, kết thúc cái bài này. Còn lại các bạn coi trong e-book thêm để chúng ta rõ hơn cái bài này. Bây giờ giả sử chúng ta cần làm việc với số thực. Thì chúng ta sẽ chọn lựa cái kiểu số thực thôi. Ở đây có các kiểu số thực theo cái độ kích thước lưu trữ, kiểu float, kiểu double và long double. Cũng vậy, tập số thực của toán nó là tập vô hạn, thậm chí không đếm được. Tuy nhiên thì trên máy chúng ta phải hữu hạn và phải rời rạc, không có vô hạn, không có liên tục được. Kích thước có thể là 4 bài, 8 bài, 10 bài. Kiểu float là 4 bài, kiểu double là 8 bài, 10 bài. Rõ ràng là gì? Float 4 bài thì chúng ta lưu trữ được nhiều con số hơn, độ chính xác cao hơn, phạm vi lớn hơn. Xin lỗi, 8 bài ha, thì lớn hơn 4 bài. Và 10 bài thì còn lớn hơn nữa. Ở đây chúng ta khảo sát cái 4 bài này cho nó dễ. Thế thì chúng ta có con số F bằng 1.5. Đây. Vậy thì trên F nó là 4 bài nào? Vì chúng ta đã biết rằng F này sẽ được lưu trữ bằng 4 bài. 4 bài nào? Chúng ta coi sờ thử ha, là tại sao nó là như vậy. Bốn bài đó sẽ là 0000 C0 và 3F. 0000 C0 và 3F như cái memory nó chỉ ra như vậy. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi truy tìm cái con số này, tại sao nó ra như vậy.
Đối với lại số thực thì các thao tác trên đó đã phức tạp hơn rất nhiều trên số nguyên. Các bạn nhân hai con số thực không hề đơn giản như số nguyên. Cộng trừ gì đó vòng vòng ha. Điều này làm cho cái định dạng của con số thực chúng ta lưu trữ trên máy cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Cũng vậy, đây chúng ta không nói về lịch sử các thứ, các bạn cũng sẽ thấy rằng trải qua người ta có nhiều cái hình thức định dạng như vậy theo cái tiến hóa ha. Ban đầu thì nó là được, rồi sau đó tốt hơn nữa vân vân. Cũng như giống như số nguyên vậy. Bây giờ định dạng tốt nhất là định dạng bù hai chúng ta đã nói. Thì cái định dạng chuẩn của số thực bây giờ nó chính là cái định dạng IEEE theo do cái tổ chức này quy định ha. Thì các bạn có thể sợ trong này để chúng ta coi thêm. Đây, đây là cái tài liệu mô tả cái định dạng của số thực. Này. Các bạn thấy nó có nhiều dạng ha, tùy theo kích thước lưu trữ. Cái của chúng ta nó gọi là single precision, tức nó hay còn gọi là số thực độ chính xác đơn. Số thực độ chính xác đơn float đó là bởi vì chỉ dùng 32 bit. Thậm chí nó có cái thứ nữa nhưng mà chúng ta không thấy cái đó trên C. Những ngôn ngữ khác có thể có, những kiến trúc máy khác ha. Và cái double đó chính là 6 tờ bit mà chúng ta gọi là tiểu double đó. Và thậm chí nhiều cái cao hơn như là 128 bit vân vân. À. Giờ bây giờ chúng ta sẽ chọn cái kiểu đó để chúng ta coi chi tiết cái cách nó định dạng trên máy ha. Cái độ chính xác đơ. Chết cái trang này. Đây, đây là cái định dạng. Thì ở đây nó khác cái số nguyên, chúng ta đã chia theo đơn vị byte là tự nhiên, chúng ta không có vấn đề gì với cái việc vượt biên đâu. Thì ở đây thì nó chúng ta phải làm với đơn vị bit, tức là phải theo cả 32 bit chứ không có chia byte tự nhiên được nữa, giống như kia ha. Thì 4 byte thực sự đó là 32 bit. Là 12 vậy và nó không còn chẳng cái ranh giới nữa, cho nên chúng ta nên nghĩ như vậy. Và các bit thì cũng theo cái cách viết thông thường là từ, tức là bit thấp thì chúng ta hàng đơn vị chúng ta hay ghi bên phải đó, cách viết thông thường giống như chúng ta cũng đã biết, thì được đánh từ 0 cho đến 31 ha. Bit 0 là bit đơn vị, sau đó cao hơn, bit 31 là bit cao, bit trọng lượng cao nhất. Vậy thì chúng ta có 20 cái bit cao nhất, đó là bit dấu. Bit cao nhất nó là bit dấu. Đó là 0 nếu là dương và 1 nếu là âm. Vậy như ở đây tôi cũng đã viết sơ rồi ha, các bạn có thể coi thêm trong đó để nó mô tả chính xác hơn. Ở đây dùng cái hình này để chúng ta dễ thấy. Bit cao nhất tức là bit 31 đó để biểu diễn dấu. Trước đó tức là 8 bit thấp hơn đó, tức là từ bit 23 cho đến bit 30 á, 8 bit đó là dùng để biểu diễn phần mũ. Và sau đó là biểu diễn cái phần ký số. Vậy thì cái phần fraction tức là
ký số là gì và phần mũ là gì, thì tất cả cái này đều theo cơ số 2 hết ha. Vậy thì cái công việc đầu tiên của cái con số 1.5 này để chúng ta đưa ra biểu diễn đích của nó là các bạn phải đổi ra cái số 2. Cái này là 10 nè. 1.5 các bạn phải đổi ra cái số 2 giống như con số của chúng ta khi nãy thôi. Vậy thì muốn đổi ra cái số 2 thực tế các bạn phải rã ra nó trở thành mũ của 2 hết. Tại sao khi nãy tôi có 10 nè, 10, cơ số 10, nó bằng cái biểu diễn khi nãy là bởi vì các bạn có 10 là bằng 8 cộng 2, tức là bằng 1 nhân cho 2 mũ 3, cộng cho 1 nhân cho 2 mũ 1, còn những cái chỗ khác mũ 0, mũ 0, cho nên chúng ta có là gì, chuyển ra cơ số 10 chúng ta có gì, cơ số 2 chúng ta có 1 0 1 0. 0 này là ứng với cơ số 2 mũ 0, chúng ta thấy 2 mũ 0 không có, 1 này ứng với lại 2 mũ 1 đây nè, 1 2 mũ 1, 0 này ứng với lại 2 mũ 2, không có 2 mũ 2 ở đây, một này ứng với lại 2 mũ 3, tức là mũ bao nhiêu được có con số 1 thì chúng ta bật lên. Đây vậy. Ở đây tương tự như vậy, chúng ta sẽ đổi ra cơ số 2 trước. 1 nhân cho 2 mũ 1 được 1. 1.5 là bằng 1 cộng 0.5 mà. Sau đó 0.5 thì các bạn bằng 1/2, bạn thấy 1/2 tức là 1 nhân cho 2 mũ trừ 1, 1 nhân 2 mũ trừ 1 tức là 1/2. 1.5 là hồi nãy tôi 10 là bằng các bạn, tức là phân rã ra lũy thừa của 2 đó, 10 là 8 cộng 2, còn cái chỗ này là 1.5 là bằng 1 cộng 1/2, 1/2 tức là 2 mũ trừ 1, đó như vậy. Vậy thì nó sẽ bằng 1.1 theo cơ số 2. Nếu mà chỗ này lớn lên thì các bạn thấy ở đây ứng với lại 2 mũ 0 nè. À xin lỗi, 2 mũ 0 như này ha. Tức là chỗ này là 2 mũ 0, trước đây về bên trái đó nữa trở thành 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ 3 giống như bình thường. Nhưng mà có phần lẻ thì sau dấu chấm này trở đi nó sẽ là 2 mũ trừ 1, 2 mũ trừ 2. Hay là chúng ta lấy con số 2 mũ 75 đi, 1.75 đi. 1.75 ha. Thì 1.75 xin các bạn ấy thêm, chúng ta lỡ làm cái này chúng ta sẽ có thể làm thêm sau ha. Chỗ này sẽ ứng với lại mũ trừ 1 mà các bạn thấy bật lên, còn những cái chỗ khác các bạn thấy không có, nghĩa là không có, tức là 2 mũ trừ 2 tức là 1/4 thì không có cái đi kèm đó, tức là không nhân cái đó, vậy chỗ này không hết. Tương tự như vậy đằng trước này là không hết. Tuy nhiên viết con số các bạn hiểu rồi, đằng trước nó có thể thêm 0 vào, đằng sau này có thể thêm 0 vào vô tư ha. Rồi như vậy nó sẽ bằng 1.1 nhân cơ số 2. Viết lại theo cách chuẩn, nó là 1.1 mũ nhân cho 2 mũ 1. Rồi con số này nó khá đặc biệt, tôi dùng một con số khác đi. Chúng ta ví dụ F bằng 0.75 đi ha. 0.75 đi nha. Để chúng ta sẽ cho nó như vậy, 0.75 các bạn rã ra nó sẽ bằng 1 nhân cho 2 mũ trừ 1 và cộng cho, tức là bằng 0.25 nè, 0.5 cộng cho 0.25 đấy,
lũy thừa của hai, tức là 1/2 cộng cho 1/4 lũy thừa ngược của hai, lũy thừa âm của hai đó, nó bằng 1 mũ 2 - 1 cộng cho 1 mũ 2 - 2. Tức là nó bằng không lần trước này không có gì hết, sau đó là gì, bắt đầu sau dấu chấm sẽ ứng với lại -1, đấy có -1, và sau dấu chấm tùy lấy 0 chấm, để cho trên ví dụ chúng ta nó rõ ràng nhất ha. Thì xin lỗi, tôi tính lại giùm một xíu, 0.5 tôi cộng cho 0.125 và 0.625 đi ha, để nó có một thằng con số 0 nữa, các bạn dễ hình dung không? 0.625 nó bằng 0.5 cộng 0.125 nó bằng 1/2 cộng 1/8 nè, tức là nó bằng 2 mũ - 1, 1 × 2 mũ - 1 cộng cho 1 × 2 mũ - 3, được không? Vậy thì chỗ này nó là 0, rồi sau đó là 1 để ứng với 2 mũ - 1, và 2 mũ - 2 các bạn thấy không có nè, sau đó là 2 mũ - 3, và tất cả cái lần trước lần sau này là không ấy, và lần trước này không hết, thì chúng ta khỏi cần ghi đấy. Đấy, như vậy sau đó các bạn phải chuẩn nó lại, tức là phải chuẩn lại thành 1 chấm mấy chứ không có để đấy, ha. Tức là luôn luôn con số chuẩn là 1 chấm bao nhiêu đó. Vậy thì chúng ta dời cái này qua, các bạn thấy đó, dời dấu chấm này qua thì nó trở thành 1.01. Và khi các bạn dời như vậy có nghĩa là các bạn phải nhân cho 2 mũ - 1. Điều này bình thường cũng giống như con số 0.45, con số 10 nè, thì các bạn sẽ bằng 4.5 nhân cho 10 mũ - 1. Vậy thôi, người ta muốn chuẩn tức là gì, cái con số đầu tiên chỗ này không phải là không ha, đưa về trong cái vấn đề đó. Vậy thì chỗ này cơ số 2 nó là như vậy. Vậy thì ở đây nè, luôn luôn chỗ này là bắt đầu từ 1 rồi, biết rồi, khỏi cần lưu trữ, thì cái khúc đằng sau này nè nó gọi là cái phần fraction này này. Và cái con số trừ này chính là phần mũ. Vậy thì mọi con số thực các bạn chuyển về cơ số 2, các bạn sẽ đưa về cái dạng chuẩn là 1 chấm bao nhiêu đó và nhân cho 2 mũ bao nhiêu đó. Và dĩ nhiên có thể là có dấu trừ âm hay dương. Âm dương chúng ta tách riêng lưu trữ rồi, còn lại như vậy thì nó trở thành cái phần mũ và phần định trị. Cái thằng này nó còn gọi là phần định trị tương ứng. Vậy thì cái phần định trị đó chúng ta lưu trữ trong 24 bit cuối, và phần mũ chúng ta lưu trữ trong tiếp tục 8 bit cao hơn, và cuối cùng là bit dấu. Vậy thì chỗ này bit dấu thì người ta, bởi vì dấu phần mũ á nó có âm và có dương, tôi có mũ 2 - 1 - 2 - 2 vân vân, thì một cái cách mẹo chỗ này để âm dương mà không dùng bù 2, đây là cái lựa chọn của nó thôi, và nó nhanh hơn trong tình huống này ha. Đó là gì, nó sẽ đưa ra cái con số cơ sở là 127 ha, 127, và 127 nghĩa là con số 0, còn 128 là con số 1, mà còn 126 nghĩa là con số -1. Đây là một cách để biểu diễn âm dương mà không dính gì đến âm dương, tức là chúng ta luôn dùng 0, 1, 2, 3, 4, nhưng mà chúng ta có thể biểu diễn âm dương được với cái quy ước, chẳng hạn là tùy lấy 127, xin lỗi chỗ này nó là bao nhiêu, đó là một cái lựa chọn của nó. Đây 127 ha, làm cái móc, đây là một cái mẹo thôi. Như vậy đúng 127 thì là coi như không, tức là tính tương đối sau 127, 128 là 1, còn 126 là -1.
Đây cũng cũng khá là hay ha, liên quan đến âm dương. Vậy thì chỗ này con số của chúng ta trừ 1. Như vậy chúng ta có phần dấu nè. Dương cho nên là 0. Phần mũ của chúng ta là trừ 1 thì chỗ này nó chính là 126. Bởi vì 127 tức là coi như là 0. Và cái phần trị của chúng ta chính là 01. Rồi dĩ nhiên là 000 đằng sau đó. Bởi vì chỗ này các bạn lấy từ đây tới đây gọi là phần trị. 126 này dĩ nhiên cơ số 10 các bạn đổi ra cơ số 2 ha. 126 cơ số 2 sẽ là 2. Mà cái phần mũ này sẽ là 8 bit. Phần mũ này là 8 bit nha. Chúng ta bổ sung cho đủ 8 bit, chúng ta có 0 nè, 1 bit nè, 2 bit, 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, 7 bit, thiếu 1 bit, 8. Đây, dĩ nhiên là cái bit không dùng sẽ là bit phía bit bên cao đó, chúng ta là cái này nó rồi ha. Vậy thì đây 126 chính là 8 bit này. À. Rồi phần trị là 23 bit này và phần dấu. Rồi bây giờ chúng ta ráp lại. Ráp lại theo đúng cái định dạng yêu cầu ở đây khi các bạn tìm được. Bit cao nhất sẽ là bit dấu, như vậy nó là 0. Ráp lại ha. Ráp lại. Bit cao nhất là bit không nè, tôi tách các phần ra bằng cái dấu này để dễ hình dung thôi. Sau đó là 8 bit mũ là đây, và sau đó là 23 bit này, nó 23 bit lận nha, nhưng mà các bit đằng sau đó toàn là không hết đó, các bạn bổ sung cho đủ thôi. Đây chúng ta sẽ có 32 bit từ cao, từ trọng lượng cao đến trọng lượng thấp. Tôi viết lại cho dễ theo cơ số 16. Cơ số 16 ha. Thì chúng ta sẽ gom lại 0 nè. Sau đó lấy 3 bài này. Tức là 0011. Đây tôi đã lấy 3 bài này nè. Để thành một ký số. Đúng không? Rồi cái 1111 này thành ký số nè. Chúng ta viết ra cơ số 16 để dễ thấy mà. 4 ký số là thành một cơ số 16 ở đây, cho nên đây 0011 này, dấu gạch này chúng ta là chúng ta để dễ thấy thôi. Rồi sau đó là 4 cái thằng này, 1111. Sau đó 4 thằng này là gì? 1001. Và còn lại là 0 hết. À, cho nên tôi chấm chấm ở đây cho đủ. Như vậy viết lại cơ số 16 nè. Chỗ này của chúng ta biết này sẽ là 0. À 4 biết này ứng với lại ký số 0. À xin lỗi, ký số 11. 11 tính là A là 10, B là 11. Đây, 4 thằng này chính là B. 4 thằng này là 15 nè, nó chính là F. 4 thằng này nó là gì? Các bạn có thể là 1 này ứng với lại 2 mũ 3 này tức là 8, 8 cộng 1 là 9. Đó chính là 9 nè. Còn lại là 0 hết. Chúng ta điền cho đủ 0000. Được không? Viết theo list to end here. 0000 90 và BF. Đây chính là con số 0.65 trên máy. 00000 bé theo list toàn điền. Tôi kiểm tra thử ha, tôi cũng chưa biết là có phải như vậy không. Nếu chúng ta sai chúng ta làm lộn thôi chứ không có vấn đề gì hết.
Rồi. Thắc mắc rồi. F0.625. Nó là 00203F. Ta làm lộn rồi. Thì kiểm tra lại một xíu, 0.625 là 0.5 cộng 0.125, tức là 1/2 cộng 1/8. Đúng không? Thì chia cho 8 thử. 1/25, đúng rồi. Cộng cho 1 chia 2. Cái gì? Một phần hai cộng cho một phần tám không chấm năm, đúng rồi. Một chia cho 8, 1.25, đúng rồi. Một phần hai mũ trừ một một không một ha, 1.01 nhân cho 2 mũ trừ 1 phần mũ trừ 1 là 126. Sáu bảy không một rồi. Ở đây tôi làm lộn rồi nè. Chúng ta có không có con số 0 này ở đây ha, chỗ này chúng ta lộn cái này 0 và sau đó là 011, tức là 0011, đúng rồi. Sau đó chúng ta lấy bốn con số này à, đúng rồi, bốn con số này là 1111, đúng rồi. Và sau đó là 00, chỗ này tôi lộn chỗ này. Và đã lấy bốn con số rồi, bốn con số rồi thì còn chỗ này sẽ là 0 nè và 010 ha. Đây chúng ta lộn chỗ này 010, rồi sau đó chỗ này chúng ta có 11. Đây chúng ta đổi qua ha, xin lỗi, chỗ này tôi cũng làm lộn luôn, đổi cơ số 2 qua bị lộn nè. Cái đầu tiên chỗ này chúng ta sẽ là 3 nè, 11 này là 3 chứ không phải là B, không phải 11, xin lỗi tôi làm lộn. 11 này là 3, 213 như vậy chỗ này là 3 nè. Và sau đó 1111 này là F nè, đây là F nè. Cái đống này sẽ là gì, là 2. Đây, cái này là 2, 10 là 2,
chỗ này một một này là ba nha, và chỗ này là f nè, đúng rồi, khúc lại. Nhưng mà list tôi nên nó sẽ là 3000020 và 3f. Đúng như thế này ha, 000020 và 3f này. Đây. À, tại sao người ta lại đưa ra cái định dạng khá phức tạp như vậy? À, thì điều này đã được thể hiện qua cái việc là những cái thao tác tính toán trên định dạng này được thực hiện khá nhanh. À, dĩ nhiên là còn nhiều cái cách, nhiều người nghĩ ra những cái cách khác, nhưng mà tính toán không có nhanh, không có nhanh, không có thuận tiện như là cái cách biểu diễn như vậy. Thì rõ ràng ở đây nó một cái hệ quả là các bạn thấy âm và dương rất là dễ. Ở đây con số 0.625 này nè, đúng không? Thì bây giờ các bạn thấy biểu diễn nó như thế này, thì tôi có con số G, nó là trừ 0.625. Thì đơn giản là các bạn làm cái gì? Mọi thứ đều y như vậy, chỉ khác là cái phần dấu này nè, nó sẽ trở thành âm. Và như vậy cái listoendian của cái con số đó, đây nó chỗ này nè, nó y xì cái này. Đây ha. Đây, thì nó chỉ cần bật cái biết dấu này lên 1, nó sẽ là con số âm. Đây, như vậy cái thằng G này của chúng ta, nó theo listoendian nó sẽ là, các bạn thấy 1011, nó sẽ là chưa phải listoendian đổ ra con số 16 cái đã, cái thằng này nè, nó chính là 8 cộng 3 11, 8 cộng 3 11 thì nó là B, nó là B nè. Và cái đằng này cũng giống y như vậy, F và 20 rồi 0000. Thì ở đây ra listoendian nó sẽ là 00 00 20 và BF. Như vậy cái con số G này nó có biểu diễn listoendian như vậy. Còn lại cái thao tác trên đó người ta làm cực kỳ dễ, để lấy đối trên số thật này người ta chỉ cần đổi dấu, tức là đảo biết dấu lại, 0 thành 1 và 1 thành 0 thôi. Đây các bạn xem cái G nè, các bạn thấy nó chính là 20BF giống như cái này. Và những cái tương tự như vậy các bạn có thể hình dung là gì? Khi tôi cộng, khi tôi nhân chẳng hạn, tôi nhân, nhân thực tế là nhân theo cách biểu diễn này sẽ có vẻ dễ tính hơn là cộng, các bạn có ha. Bởi vì sao? Khi tôi nhân thì tôi chỉ cần nhân cái mũ lại, tôi nhân biết dấu sẽ là nhân hai cái dấu lại, bởi vì trừ nhân trừ là thành cộng, và rồi, tức là các bạn có thể tưởng tượng biết dấu là nhân hai biết dấu lại, mũ là các bạn nhân hai mũ lại. Phần định trị các bạn nhân hai phần định trị lại, dĩ nhiên nó có thể lòi ra cái mũ, tức là c dập rồi để chuẩn về vân vân, tuy nhiên thì cái kiểu ý nó như vậy. Thôi cái bài này có lẽ chúng ta đi hơi xa một xíu ha, tuy nhiên thì để các bạn thấy nếu mà chúng ta hiểu cho rõ thực ngọn ngành về cái dữ liệu thì chúng ta phải đi đến đủ 4 cái mức như vậy. Nó có thể chứa những cái dữ liệu gì? Một kiểu dữ liệu như vậy nó có thể chứa những dữ liệu cụ thể nào? Nó có những cái thao tác gì trên đó? Thao tác đó có được hỗ trợ sẵn chưa? Hay là chúng ta phải tự cài và chúng ta vận dụng là những thao tác cơ bản như thế nào để cài cái đó? Đó thường là câu hỏi thông thường của những lập trình viên thông thường ha. Còn lại thì trên máy nó được lưu trữ như thế nào, với cái định dạng gì,
thì câu hỏi đó nó xa hơn và dĩ nhiên nó phiền phức hơn, bởi vì chúng ta đi chia ly xuống dưới mà. Thì hai cái ví dụ đó để chúng ta thấy rõ cả bốn cái vấn đề đó. Tuy nhiên thì sau này những cái kỹ lưỡng chúng ta nói lên thì chúng ta sẽ không có đi chia ly đến như vậy. Thực tế là gì? Thực tế là cái câu hỏi rằng có nên đi chia ly đến mức như vậy hay không cũng không phải là càng chia ly là càng tốt, không phải như vậy. Thực tế là các bạn trước giờ vẫn lập trình bình thường, với số thật các bạn vẫn xài ào ào mà các bạn không làm được cái chuyện này. Tại sao chúng ta không làm được? Bởi vì thực sự là chúng ta không cần phải làm. Các bạn không cần phải làm, không cần phải biết, thậm chí không cần phải biết 32 bit của số thực flop như vậy, tách ra thành 3 khúc như vậy, vân vân, các bạn không cần biết. Và điều đó nó cũng không mâu thuẫn với lại cái môn này của chúng ta. Bởi vì sao? Khi chúng ta làm việc với dữ liệu mà ở cái mức càng trừu tượng như vậy, và sau này chúng ta sẽ đi qua những cái như vậy. Vậy thì cái cách làm việc tốt nhất chính là cái sự trừu tượng đó. Và khi đó chúng ta sẽ quên đi cách để chúng ta làm việc tốt với những kiểu dữ liệu trừu tượng, là chúng ta quên đi cái chi tiết. Các bạn về coi em bốn nha. Tóm lại bữa nay thì chúng ta cũng chưa có được bao nhiêu trong cái bài này. Bài này rất quan trọng, các bạn coi thêm trong em bút. Bữa sau chúng ta sẽ qua tiếp một số cái kiểu dữ liệu cơ bản khác ha, như là ký tự, như là kiểu luận lý. Mặc dù chúng ta nói rằng số nguyên, số thực mới là tất cả trên máy, là cơ bản và là tất cả trên máy, nhưng mà chúng ta thường hay dùng những dữ liệu khác, ký tự, vân vân. Các bạn cũng sẽ thấy là những thứ đó nó cũng sẽ là những con số thôi, nhưng mà người ta làm điều đó như thế nào, và chúng ta cần phải nắm ha. Rồi, bữa nay chúng ta nghỉ ở đây. Cảm ơn mọi người đã online. Cái điểm tôi đã up lên rồi, nhưng các bạn nào khóa trước, chúng ta coi trong đó nếu có vấn đề gì thì có thể trao đổi thêm ha. Mình nghỉ nha, chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã online.